thơ hồn nhiên như ánh sao trời, trả lại ngày bình yên nơi tôi biết ước mơ. Trả cho tôi lại nơi có dịu sang ánh mắt của mẹ, trả tháng ngày đoàn viên nơi tôi biết mình còn được thương yêu. Khi ánh sáng đã tàn rồi, ai sẽ thiết tha nụ cười trả cho đời cơn đau trong tôi mỗi đêm. Những âm thanh vang trong đầu, tiếng thét của mẹ tôi là nỗi đau tôi phải mang theo suốt cuộc đời. Những xót xa, những hận thù chẳng biết đi về đâu, và tôi sống trong bóng đêm. Rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ, thắp lên lại niềm vui trong tôi, thắp ước mơ và tương lai. Một ngày mai người bên tôi tái sinh cuộc đời, cơn ác mộng từ đây trong tôi đã. Dạ em gửi. Bên đó chỉ toàn đám chơi lẻ tẻ mà tiền không đáng là bao nhiêu. Đại ca để tâm làm gì? Tao già rồi, muốn làm ăn lớn thì phải bành trướng thế lực chứ, phải có nguồn vốn trong tay. Với lại tụi trẻ bây giờ manh động liều lĩnh, không dễ sai bảo như trước kia. Em thấy á, mấy đàn em cũ của đại ca có tay trong tay ngoài, chỉ cần đại ca gọi bọn họ một cái về dưới trướng đại ca thì mình sợ gì nữa. Mẹ nó, tụi nó gầy dựng bao năm đâu phải là chỉ để dân mồi ngon cho tao. Mày đừng thấy bọn chúng ngon ngọt vậy đó, chỉ là bên ngoài giờ dịch vậy thôi. Mày thử đụng vào coi, sẽ không nể nang gì tao đâu. Mày cầm đi, tao đã hứa tao mà có ăn á thì mày cũng sẽ có phần. Dạ cảm ơn đại ca. Vô. Dạ. Đại ca, số vàng mà năm xưa đại ca đưa thằng Trung Râu á cất giữ, bây giờ nó chết rồi. Đại ca tính sao để tìm được số vàng đó? Tao cũng chưa biết nữa. Cái thằng chó đó chết đi, mang theo bí mật xuống mồ hay là nói cho ai biết thì tao cũng không biết nữa. Mày nên nhớ, còn tao còn mày là phải còn truy tìm số vàng đó. Cứ tạm thời để yên một thời gian nữa, đợi công việc ổn định rồi tao với mày về xử thằng Kỳ Bảnh. Đại ca biết không, tụi đàn em nó nói á, thằng Kỳ Bảnh dẫn cho đàn em đi tìm hai đứa con thất lạc của thằng Trung Râu. Cứ để nó tìm, nếu được tao sẽ thịt luôn cả ba đứa cùng lúc. Mẹ, vô nhà sao không lên tiếng? Em xin lỗi, lần sau em sẽ. Xin lỗi, biến đi. Nhìn cái mặt mày là tao nhậu không ngon rồi. Đại ca, em thấy địa thế nhà mình cũng ổn, có thể giao hàng ở khu vực này không sợ bị ai phát hiện. Đại ca thấy sao? Ý mày là sao? Vậy mà cho tiến hành đi. Dạ. Em mời đại ca.
con. Không sao. À, rồi không sao đâu, mày bỏ rồi. Dạ. Ngồi xuống đây với mẹ nè. Giờ con lặt rau giúp mẹ nè. Giờ mẹ đố con, giờ mình lặt rau để làm gì nè? Để mẹ nấu cơm cho Giang ăn. Giang ăn mau lớn để giúp mẹ đi chợ. Ừ. Giang còn đi xe đạp chở hàng cho mẹ nữa. Trời ơi, giỏi quá ta. Con của mẹ giỏi quá. Rồi phụ mẹ lặt rau đi nè. Dạ. Ngồi đây. Nè con. Giang ơi, sao con bỏ mẹ ra đi sớm quá vậy con? Em ơi, anh năn nỉ em mà. Em giúp anh lần cuối đi. Thằng khốn, tao không còn đồng nào để giúp mày hết á. Lần này em mà không giúp anh á là tụi nó giết anh chết luôn đó. Để cho tụi nó giết mày chết đi, rồi chặt mày ra thành 8 khúc, quăng cho chó gặm. Để cho mày thôi cái tánh cờ bạc đó. Cái tánh cờ bạc của mày đã hại tao biết bao nhiêu lần rồi. Nè, nói ngọt ngào mày không nghe phải không? Có phải mày muốn ăn đòn không? Sao anh cứ động thủ với phụ nữ? Còn lại làm ông không hả? Liêm ơi, chết Liêm. Thả ra đi ơi, án mạng đi em ơi. Cứu anh với, chết nè. Tao sẽ cho mày chết. Liêm, nghe lời chị là nữ nè. Thả ra đi em. Không được, án mạng xảy ra đó em. Không như là nó đánh chị rồi. Giao ra đi. Sợ hả? Ê Liêm, đứng lại. Chị, chị có sao không? Chị đau ở đâu? Tay chị đau quá Liêm ơi. Chắc chị bị trật tay rồi quá. Đi về phòng đi, em sẽ chữa cho chị. Trời đau quá. Trời đất ơi, cái tay của tôi. Cái thằng quỷ khốn nạn đó, sao nó hay quýnh chị không biết nữa. Lần này cũng may là có em đó Liêm ơi. Không thôi là nó quánh chị chết luôn rồi quá. Đời chị sao mà khổ quá vậy không biết chị nữa. Nhìn thẳng vô mắt em. Hả? Nhìn vô mắt em hả? Chị cử động đi. Cử động hả? Chị cử động được rồi nè Liêm. Chị hết đau rồi nè em. Trời sao em hay quá vậy. Trời đất ơi, em giỏi quá Liêm ơi. Hay quá. Trời ơi, thằng đàn ông nào mà gặp em vô tới tay em là xếp re hết. Mà chị chấn thương như vậy, vô tay em còn xếp re nữa. Nè, biết sao không? Chị thích em á là thích từ cái hôm bữa mà em đánh cho cái thằng cha kia bị te tua. Cái thằng cha mà tới đây sàm sỡ em nè, em nhớ không? Trời, chị thích quá. Tay chị bây giờ đã không sao, nhưng mà mấy ngày tới chị đừng có cử động mạnh. Chị biết rồi. Cảm ơn em nha. Công nhận cái tài xoa bóp của em đỉnh thiệt luôn á. Nè em yên tâm đi. Chị Hương của em á là người có thù phải báo, mà hả có ơn là phải trả. Sau này em có cần gì cứ nói chị một tiếng là được. Vậy chị Hương có thể giúp em tìm lại người thân không? Hả? Tìm người thân gì? Em chỉ cần mỗi điều đó thôi. Trời,
Cái chuyện của em á, bây giờ mà muốn kiếm người thân đúng là mò kim đáy bể luôn á. Ôi, ca này khó quá. Khó quá vậy ta? Chị có cách rồi. Anh à. Trà gừng của anh nè. Coi chừng nóng. Cảm ơn em. Anh nói với em hoài à, con cái mình nó lớn hết rồi mà em cứ quần quật suốt ngày vậy thì thời gian đâu mà em nghỉ ngơi. Hay là để anh mướn thêm người làm để cho em được rảnh rỗi nghe. Thôi khỏi đi anh, em làm việc cũng quen tay rồi. Bắt em nghỉ ngơi á, em nhức nhối tay chân lắm. Thôi được, để anh sắp xếp công việc rồi anh đưa em đi du lịch một chuyến nghe. Anh Hạ. Dạ. Con lên rồi hả? Sao không gọi điện cho mợ để mợ kêu thằng Khánh nó đi rước con? Anh Bình có nhà không mợ? Thằng Bình nó còn ngủ ở trên lầu á, con tìm nó có việc gì. Thôi con lên nhà nha. Nè anh Hạ. Thôi thôi, kệ nó đi anh. Tính khí của con bé này thiệt tình là không thay đổi một chút nào hết đó. Không hiểu cô Duyên dạy dỗ nó cái kiểu gì nữa. Thôi anh đừng có nóng. Tại tánh con bé nó vậy rồi. Thôi uống miếng nước đi. Sao mỗi lần làm giấy tờ xin việc phức tạp quá vậy trời. Mệt muốn chết luôn. Anh Bình ơi. Anh Bình. Anh Bình ơi. Anh Bình. Anh Bình ơi. Ơi. Cái gì vậy? Mở cửa cho em đi, anh Bình ơi. Anh Bình ơi. Anh Bình. Rồi, quả tôi. Anh Bình ơi. Ác mộng của tôi đã trở lại rồi. Mở cửa anh Bình ơi. Rồi ra liền. Ủa, em đang làm gì vậy? Em mua trái cây dưới quê lên cho anh nè. Bánh tráng rồi một số đặc sản ở dưới quê nữa. Tự tay em chọn hết đó. Em cố tình mua lên đây cho anh. Anh nhớ ăn tẩm bổ nha. Trời ơi, chi mà cực vậy. Trời ơi, anh cảm ơn nổi da gà luôn. Anh nhớ ăn tẩm bổ nha. Cảm ơn em nha. Nhưng mà anh là con trai mà, không có ăn mấy đồ ăn vặt này đâu. À, hay là em mang qua cho An Nhi đi. Thà dục sọt rác cũng cho bà ăn. Ừ? Em nói sao? À, tối nay anh có đi làm không? À, tối nay anh không có đi làm. Hả? Thiệt vậy hả? Vậy thì hay quá. Anh đưa em đi sinh nhật nhỏ bạn cùng lớp nha. Ờ, anh... À, anh biết rồi đó. Đường xá bây giờ rất là phức tạp. Mà em đi một mình á, nguy hiểm lắm. À... Mà mẹ đã dặn em á, khi nào lên đây có cái gì á thì nhờ hai anh. Mà anh Khánh thì đâu có ở nhà đâu. Anh đưa em đi nha. Bất quá thì vô em gửi quà xong rồi về ha. Thôi được, chỉ lần này thôi nha. Yeah. Cảm ơn anh. Nhưng mà lần sau á, em có muốn đi đâu thì phải nói với anh trước chứ, được không? Rồi, vậy em về phòng nha. Ừ. Anh nhớ nhiều nhiều nha. À. Không biết lòng quá vậy, vậy đó hả?
Có gọi hỏi liên lạc chưa? Hẹn hò kiểu này chán thiệt chứ. Nghe nói là gọi rồi. Chào mọi người. Chào. Sao bà tới trễ quá vậy? Mọi người đang chờ mình bà kìa. Tại kẹt xe á. Thôi, tao ngồi sinh nhật cho bà nè. Nè, sinh nhật vui vẻ nha. Cảm ơn bà nha. Ủa, ai vậy? Bạn trai bà hả? Thôi hai bạn ngồi đi. Ngồi đi anh. Sao em nói là tới đưa quà rồi về ngay mà? Thì em định lãng vậy. Nhưng mà bây giờ mình tới trễ mà về liền kỳ lắm. Thôi anh ráng ngồi với em xíu đi. Rồi hồi em kiếm cớ rồi mình về ha. Đi. Em năn nỉ. Rồi ngồi đây với tôi luôn nha. Thôi nhập tiệc đi. Thôi đông đủ rồi mình nhập tiệc nha. Bánh kem cũng đã có rồi. Thôi mình hát bài chúc mừng sinh nhật đi. Vô. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vô. Chúc mừng sinh nhật nha. Anh Bình, anh uống thay cho An Hạ đi, không thôi nó sai đó. Anh muốn đi về, trễ rồi. Sao về còn sớm mà. Chơi chút nữa đi anh. Năn nỉ. Anh về trước, em thích thì cứ lại mà chơi đi hả? Em ơi, có gì chăm sóc An Hạ giúp anh nha. Anh về trước. Anh Bình. Sao kỳ vậy? Tôi về trước nha mấy bạn. Chuyện gì vậy? Ủa gì vậy? Trời ơi đang vui mà. Anh Bình, nghe em nói đã. Anh đừng giận mà. Anh chờ em với. Anh Bình. Anh Bình, nghe em nói đã. Sao anh về sớm quá vậy? Anh mà biết em nói dối anh thì anh sẽ không chở em đi đâu. Anh Hà. Em sao vậy? Anh Hà. Trời ơi, đã biết là không uống được rồi vậy mà còn ham vui nữa. Em có sao không? Thôi được rồi, để đưa em về. Đi thôi. Taxi. Uống gì mà say dữ vậy biết. Để anh dì em lên phòng nha. Chóng mặt quá anh Bình. Trời ơi sao kỳ vậy ta, hồi nãy anh thấy em uống ít lắm mà. Làm sao mà tửu lượng em cao được. Nè em say quá rồi đó. Ủa An Nhi, An Nhi nè, em có thể giúp anh đưa An Hà lên phòng nghỉ ngơi được không? Anh còn phải đi lấy xe nữa. Anh đàn ông lắm mà, đủ sức để bồng An Hạ lên phòng, không cần tới em đâu. An Nhi nè, em nói cái gì vậy An Nhi? Chứ không phải hả? Anh nhìn cái bộ mặt nó kìa, nhìn là biết giả bộ say xỉn rồi. À, hay là anh cũng thích nó, tính tiến tới luôn mà diễn cớ. Thôi đi An Nhi ơi. Chưa hết, hồi nãy em thấy anh với nó trước cổng nhà hàng, ôm xà nẹo vậy đó. Đừng nói với em là anh vô tội nha. Giấu đầu lòi đuôi rồi nha. Theo dõi thì nó đại là theo dõi đi. Vậy đập tình cờ nữa. Sao chị em có chút thể diện nào ấy vậy? Cái gì? Cô nói ai không có thể diện hả? Tôi nói chị á. Cái đồ nhà quê này cô nói cái gì vậy? Cái gì? Cô nói ai nhà quê? Hả? Tôi nói cô á. Chị có tin là tôi tán vô mặt chị để chị tỉnh ra, để bỏ cái thói ăn nói với người ta như vậy không? Thôi đi em. Nè, tán đi. Nè, anh Hả. Tôi chở chị tán đi. Nè, được rồi, bình tĩnh đi. Thôi mà. Thôi đi. Nè. Ăn gì? Thôi đi. Thôi. Có chuyện gì vậy con? Mấy đứa đang làm cái trò gì vậy hả? Nó chửi em kìa. Biết là khuya rồi không? Tại sao lại cư xử với nhau như những kẻ vô học ở ngoài đường vậy? Thật là không ra một cái thể thống gì hết đó. Bình với Khánh, buông hai đứa nó ra. Rồi đó, bây giờ muốn đánh thì đánh đi. Tốt nhất là đánh cho đổ máu, rồi ai thắng tôi sẽ thưởng cho. Đánh đi. Sao đứng im ru vậy?
Hồi nãy là hùng hổ dữ lắm mà. An Nhi à, ba thật sự thất vọng về con. Ba có dạy con cái cách cư xử này bao giờ không? Còn An Hạ nữa, cậu hết chịu nổi cái tính khí con người của con rồi. Ngày mai này cậu sẽ kêu mẹ con lên nói chuyện đó. Bắt đầu từ ngày mai, ở trong nhà này ba mà nghe ai cãi nhau thì người đó tự động ôm đồ ra khỏi nhà, nghe chưa? Thấy chưa? Để mẹ vô mẹ nói chuyện với ba con. Mấy đứa này thiệt tình. Dạ, em biết rồi. Em cũng không biết làm sao mà dạy cháu nữa. Dạ thôi, để em thu xếp công chuyện dưới này rồi em lên Sài Gòn liền nha anh hai. Dạ anh hai. Em nè, con nhỏ lại gây chuyện hả? Anh hai nói là con An Nhi và con An Hạ cãi nhau rồi đánh nhau. Bây giờ ảnh kêu em lên trển rồi ngồi xuống giải quyết chuyện của tụi nhỏ. An Hạ có chuyện gì không? Không, ảnh kêu lên giải quyết chuyện của tụi nhỏ thôi. Em nè, anh đi với em nha. Thôi đi. Anh hai ảnh không ưng anh. Bây giờ anh lên, lỡ anh phải chịu nghe những lời không hay của ảnh thì sao? Em à, con của em cũng là con của anh mà, anh cũng phải có trách nhiệm chứ. Thật ra nó không nên người, anh cũng có phần lỗi em à. Em thật vô dụng, có mỗi đứa con mà dạy cũng không xong. Em, hay là vợ chồng mình lên gặp anh chị hai giải quyết chuyện này. Chứ bây giờ em có than thân trách phận á, thì cũng không giải quyết được gì hết. Hay là bây giờ em vô thu xếp đồ đạc đi, để mai mình đi cho sớm nha. Chị, em nói chị nghe nè, con bé này nè, massage giỏi dữ lắm. Mà chị biết làm sao không? Hoàn cảnh thì khổ lắm, mà con nhà nghèo nữa. Cha mẹ thì đông, em út thì bệnh tật. Ôi trời đất ơi, em nói lộn. Cha mẹ thì bệnh tật, em út thì đông. Bởi như vậy nó mới lên Sài Gòn tìm việc nè, kiếm tiền để phụ giúp cho gia đình đó chị. Hả? Chị đang nói ai vậy? Shh, im đó. Chị nhận nó vô làm giúp giùm em nha chị. Nhưng mà cô bé này làm ở đâu chưa? Có kinh nghiệm gì không? Rồi chứ, nó làm nhiều nơi rồi, kinh nghiệm đầy mình luôn. Nhưng mà chị biết làm sao không? Tại vì mấy chỗ trước á, toàn bị bà chủ ăn bớt ăn xén tiền tiếp đó. Với lại đối xử tàn tệ không ra gì hết trơn, cho nên nó phải nghỉ. Cái tự nhiên sực nhớ ra cái chỗ này của chị nè. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp, mà lớn nữa, mà tốt nữa. Nên em mới dẫn nó tới đây để giới thiệu nè chị. Chứ chị nhìn thử coi, con bé này nó đẹp quá mà chị. Nó đẹp quá bởi vậy nhiều chỗ nhận nó lắm. Cô đó chỉ được cái khéo ăn khéo nói à. Chị không biết em đã từng làm ở đâu, nhưng ở chỗ chị có quy trình massage riêng để giúp khách thư giãn tuyệt đối. Chị sẽ coi tay nghề của em như thế nào để chị hướng dẫn lại cho đúng cách. Trời, vậy là chị chịu nhận rồi hả? Em cảm ơn chị nhiều nha. Em cảm ơn chị đi em. Chị nhận em rồi đó. Dạ em cảm ơn chị. Mà khi nào em đi làm được? Khi nào cũng được chị. Không mấy bây giờ chị cho nó làm luôn đi chị. Tại vì bây giờ nó đi về cũng đâu có làm gì đâu. Có được không em?
Nè, em yên tâm đi, cái chỗ này đàng hoàng lắm. Toàn phụ nữ không à, không có đàn ông, không có ba cái vụ bậy bạ kia đâu. Ha, yên tâm làm đi. Với lại á, phải ráng làm kiếm tiền mới có tiền rồi tiếp tục kiếm người thân được chứ. Vậy nha, chị đi về trước á. Chị, chị bây giờ em đi về trước nha chị. Có gì chị ráng chỉ dạy cho nó thêm giùm em nha chị. Được rồi. Em về trước nha. Về nha, em cảm ơn chị. Em đi theo chị. Dạ. Cô Dượng mới lên. Dạ, anh chị hai em mới lên. Dạ. Cô Dượng qua đây ngồi nè. Dạ. Cô Dượng ngồi anh... đi. Ngồi đi Dượng. Dạ. Ngồi đi. Chào anh chị hai. Cô Dượng đi đường có mệt không? Dạ, cảm ơn chị hai, không thấm gì đâu. Anh hai à, An Hạ nhà em nó... Em lên phòng, kêu hai đứa nhỏ xuống đây. Dạ. Cô đợi một chút nha. Dạ. Tính khí của An Hạ đó thì em cũng biết rồi. Nhưng anh cũng không ngờ con An Nhi nhà anh đó nó cũng ngỗ ngược không kém. Cho nên hôm nay anh gọi em lên đây là để anh chỉnh đốn lại hai đứa nó. Dạ. Đối với anh thì cháu cũng như con. Đáng lý ra thì anh cũng có thể dạy dỗ tụi nó được. Nhưng mà em là mẹ của An Hạ, cho nên anh nghĩ em sẽ dạy dỗ nó tốt hơn. Dạ. Dạ. Anh hai nói chí phải. Không dám. Tôi chỉ trông mong là không có dùng đòn roi hay là dùng vũ lực kiểu giang hồ, mà chỉ dùng lời nói để dạy dỗ con cháu của tôi thôi. Mẹ. Ừ. Hôm nay có mẹ con ở đây, trước mặt người lớn, cậu muốn hai đứa phải xin lỗi về hành động của mình. Mẹ, con có lỗi gì đâu. An Nhi. Dạ. Con có điều gì muốn nói với cô ba không? Ba. Con, nghe lời ba đi. Dạ, con xin lỗi cô ba. Còn gì nữa? Dạ, từ nay về sau con không cãi nhau với An Hạ nữa. An Nhi à, con An Hạ nhà cô á, tánh nó cũng quá lắm. Con đừng có trách nó nha. Mẹ. Con không mau xin lỗi cậu mợ hai đi. Nhanh lên. Nhanh lên con. Xin lỗi cậu hai. Nếu mà chị Nhi á không gây sự cãi nhau với con nữa thì con cũng không cãi nhau với chị Nhi nữa. Cái gì vậy con? Em xin lỗi anh hai, xin lỗi chị hai. Con, hai đứa nói được thì phải làm được. Chuyện này coi như bỏ qua, rồi đừng có ai nói tới nói lui nữa. Thôi, cô vô uống nước đi. Liêm ơi, làm sao để tìm được em đây? Liêm ơi,
ly thứ tư trong ngày mày làm lộn cho khách rồi đó. Cái gì vậy Bình? Bộ còn phiền chuyện nhà hả? Bởi vậy tao mới nói đẹp trai khổ lắm, bị gái hành suốt ngày à. Tao trải qua nhiều tao biết mà. Cái thằng gái gì, gái đâu mà gái, chỉ là hai cô em họ của tao thôi, cũng đúng mệt rồi. Hai cô em họ, làm như họ hàng thân thích vậy. Tao nói mày nghe, hai cô đó mày muốn chọn ai cũng được. Cái gì hả? Mày đừng có để tao đập mày ngay tại quán bar này nha, đừng nói sao xui à. Em muốn đập ai vậy? Đánh người vô cớ là phạm pháp đó nghe. Anh nó đòi đập em đó anh, bắt nó đi. Mày dám? Vậy 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 nè, công an đứng trước mặt nè, mày dám làm gì tao? Mày nói nhiều quá, mang ra cho khách đi. Ờ, để tao bưng. Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, trời yên biết lặng, em có thể về nhà được rồi. Ủa vậy là sao anh? Ba đã mời vợ chồng cô ba lên để mà nói chuyện, bắt hai đứa con gái ra, bắt tay giảng hòa, thậm chí còn bắt tụi nó hứa là không bao giờ cãi nhau nữa. Ôi trời, đúng là trời xanh hiểu được nỗi lòng của em rồi. Anh nói ra câu đó em nhẹ lòng lắm luôn đó. Vậy thì tối nay em về đi, em nhẹ thì em cũng phải để cho anh nhẹ nữa chứ. Em cũng nhẹ lòng chứ nó làm phiền em lắm thiệt. Bữa nay anh mang tin may mắn đến cho em đó. Nè thằng quỷ, tao với mày có phải là bạn tốt hay không hả? Lần sau đừng nhờ cậy gì tao nha. Trời ơi trời, em giúp nó sum họp gia đình mà nó còn nói vậy nữa đó. Thằng này đúng tệ luôn á trời. Chọi hoài, cầm cái khăn đồ chọi hoài. Sao không mời anh được một ly à? Đang trong giờ làm nhiệm vụ không uống bia được đâu. À hay là em mời anh một ly cốc tay nha. Nhiệm vụ của anh mặc áo sơ vin mà. Em đó, không được để lộ thân phận của anh ra biết chưa. Mà nhắc cái thằng Minh Mập đó nữa, đàn ông con trai gì mà cái miệng quăng quát à. Nhìn nè. Nếu thằng Triết còn sống, chắc nó cũng trạc tuổi cậu ta bây giờ. Anh Kỳ. Ờ. Cô ba. Ủa con. Sao giờ này cô ba còn chưa ngủ nữa? À, cô xuống đó đi nước uống. À, để con rót cho cô ba. Cảm ơn con. Dạ để cô Cảm ba. Ơn con. Con thật là chu đáo. Con ăn Hạ nhà cô nó rất thích con. Ờ, cô ba nè, còn với An Hạ thiệt ra là... Thật ra con An Hạ nó còn trẻ con lắm, cho nên nó chưa hiểu thế nào là thích một người đâu. Cho nên đôi lúc hành động ngổ ngược và tùy ý của nó làm cho mọi người phải khó xử. Cô ba hiểu vậy thì tốt quá. An Hạ thiệt là có phước khi có một người mẹ như cô ba. Cô thì làm gì cũng được, nhưng khổ nổi là dạy con mình không được. Không biết đó có phải là bất hạnh không nữa. Cô thiệt kỳ quá, tự nhiên lại than thở với con chuyện này. Thôi cô lên lầu ngủ nha, con cũng ngủ sớm đi. Dạ, chúc cô ba ngủ ngon. Ừ, con ngủ ngon. Cảm ơn cô ba. Ugh.
Sao vậy anh? Nhà lạ ngủ không quen hả? Không phải. Ủa em, hồi nãy em đi đâu lâu vậy? Em đi xuống dưới nhà rót ly nước uống, sẵn gặp An Bình nói chuyện vài câu. Lúc nãy anh thấy thằng Bình vừa về, anh nhìn từ xa thấy không rõ lắm. Em cũng nói với thằng Bình về An Hạ nhà mình, nó còn con nít chưa hiểu chuyện, mong An Bình không cảm thấy khó xử về hành động của con bé. Anh chưa nói chuyện với An Bình bao giờ, nhưng mà anh tin An Bình sẽ không để bụng chuyện An Hạ đâu. Đàn ông quân tử không ai để bụng chuyện đàn bà con gái. Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá. À, với lại em bớt chị con bé đi, nó bắt nạt em vì lúc nào em cũng đáp ứng nhu cầu của nó hết. Em làm vậy cũng chỉ mong bù đắp lại những thiệt thòi cho nó. Anh biết, dù anh nói gì thì em cũng quay về tự trách mình thôi, vì đã không cho nó một người cha tử tế. Nhưng nó phải hiểu rằng em đã hy sinh rất nhiều cho nó, thay vì nó đòi hỏi này nọ. Em cũng mong nó hiểu được điều đó, nhưng xem ra chắc phải còn đợi lâu anh à. Em, anh định sáng mai vợ chồng mình về sớm, dù sao mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi. Sao vậy anh? Em cũng thấy đó, trước giờ anh hai không thích anh, anh ở lại đây chỉ làm không khí gia đình không vui thôi. Anh nói vậy sao được, anh về thì em cũng về, dù sao mọi chuyện cũng tạm ổn rồi, em ở đây cũng chỉ khiến An Hạ không vui mà thôi. Vậy thôi em ngủ đi, sáng mai hai vợ chồng mình đón xe về sớm nghe. Alo. Alo, em đây. Xin lỗi anh vì đánh thức vào giờ này, nhưng em có nhận được tin nhắn, vì em nghĩ có chuyện gấp nên em gọi anh. Không sao đâu, tôi vẫn chưa ngủ mà. Em xin lỗi anh, nhưng em cũng đã xem hình rồi, không có tấm hình nào giống như tấm hình em đang tìm. Chắc anh cũng chỉ giúp cho cậu được vậy thôi. Họ đến xăm. Chứ không phải anh đi xăm đâu. Nhưng hôm nay anh nghe được một thông tin rất là hay nên anh mới nhắn tin cho em. Là sao anh? Anh có chuyện gì? Hôm nay có một tay giang hồ đến xăm lại hình cũ. Anh hỏi con trích của ổng. Ông ta nói hình xăm này cách đây 20 năm. Trong giới giang hồ là biểu tượng của một nhóm tội phạm ở vùng biên giới. Đúng rồi, chúng nó đến từ biên giới mà. Nhưng mà tên chị đó khoảng bao nhiêu tuổi? Anh có thể nói cho em biết được không? Khách giảng lại mới đau chứ. Anh cũng giả vờ hỏi địa chỉ với tên, nhưng mà ông ta không chịu nói. Anh cũng ngại hỏi sâu, cho nên không có nhiều thông tin cho em. Em thông cảm cho anh. Em hiểu mà. Có gì anh cố gắng giúp em nha. Chỉ cần có ai mà xăm hình con rết á, anh báo cho biết liền nha. Được rồi, bye em. Dạ, em cảm ơn anh. Nếu không thể tìm thấy bọn chúng từ những hình xăm thì mình có thể hỏi về những nhóm tội phạm ở vùng biên giới. Nhưng làm cách nào để hỏi được về bọn chúng? À đúng rồi, mình có thể nhờ An Khánh. Ê mà không được, An Khánh sẽ nghi ngờ mục đích của mình liền. Vì lại tính chất công việc của anh ấy rất đặc biệt, đời nào để lộ những thông tin mật chứ. Mình phải làm gì bây giờ đây? Chị Trinh,
ba và chị đang ở đâu. Đây là tiền tôi làm việc mấy bữa nay, mà cho tôi gửi trả tiền nhà. Công nhận em chắc làm giỏi lắm đó, nên được tiền tiết quá trời luôn à. Chân mày bị gì vậy? Cái chân này nhỏ bị chó cắn, cái nó bị trẻo xương, đau. Chó cắn mà trẻo dữ luôn hả? Ai cho mày giả ăn xin năng mại đây mày? Hả mày? Dạ làm vậy cho ta thương tao cho mày đau bụng quá. Còn cái tay này sao? Cái tay này sao? Cái tay bị gì? Cái tay bị trúng gió. Bị trúng gió hả? Không phải bị tật hả? Hết luôn rồi. Mày giữ mày với tao hả? Mày dừng. Mày có ai? Mày dừng. Mày làm gì hiếp người ta vậy? Mấy người á, ỷ ba mà đánh một, vậy mà coi được sao? Mày là thằng nào xí cho chuyện của tao? Đại ca, đại ca, ơi có chuyện gì? Đại ca, đại ca, đại cho em đi đại ca. Tụi này nó xạo đó. Sư phụ hãy để em nhận sư phụ là sư phụ, để suốt cuộc đời này em chăm sóc sư phụ nha sư phụ. Sư phụ. Đại ca. Sư phụ. Đại ca. Dây lãi hả? Trời ơi, mày thiếu tiền quá mày đi mua rồi đúng không? Mày nghĩ sao mà kêu tao đụng vô mấy thứ đó vậy hả? Bực dễ sợ luôn á. Cần á thì ngọt ngào lắm, lúc trở mặt cũng lẹ lắm. Hai ba nói. Khuya rồi, chị về đi. Thôi. Trời ơi, nhỏ này có duyên dễ sợ luôn vậy ta. Nãy giờ nó không nói câu nào, tự nhiên giờ nó nói một câu. Khuya rồi chị về đi. Giận hết sức. Và tôi sống trong bóng.